Top 9 Sao Mai 2015 Giàng Hoa vừa cho ra mắt DVD từ trên đỉnh núi. Đây là sản phẩm âm nhạc của một người con dân tộc vùng cao đến với khán giả cả nước. Đặc biệt trong DVD, Hà Giang được hiện lên đầy hùng vĩ. Từng lọt vào top dòng nhạc thính phòng của thi Sao Mai 2015, đến thời điểm hiện tại, Giàng Hoa vẫn là một cái tên khá lạ lẫm trong làng nhạc Việt. Tuy nhiên, cô ca sĩ người dân tộc Hờ Mông lại được đánh giá là một trong những ca sĩ trẻ hát opera tốt. DVD Từ Trên Đỉnh Núi là sản phẩm đầu tay của Giàng Hoa, gồm 4 bài hát: Từ Trên Đỉnh Núi, Ở Rừng Nhớ Anh, Tự Nguyện, Bài Ca Hy Vọng. Cả 4 bài hát đều được phối khí lại một cách mới mẻ, trẻ trung, mang hơi thở của cuộc sống đương đại. Qua album DVD đầu tay này thì mình cũng muốn gửi gắm tình cảm, những tình yêu quê hương đất nước, và những muốn quảng bá những hình ảnh đẹp của quê hương, của tổ quốc mình. Những ca khúc này đều là những ca khúc mà đã được rất nhiều người hát, những ca khúc quen thuộc, và mình muốn làm mới một chút, tức là hát theo một hơi thở hiện đại và một cảm xúc khác. 4 MV còn khiến người xem ngợp bởi khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc khi được quay ở Hà Giang, quê hương của Giàng Hoa. Đây là lần đầu tiên một ca sĩ dòng nhạc thính phòng đem vào trong MV của mình hình ảnh những địa danh đặc trưng của mảnh đất này như đỉnh đèo Mã Pì Lèng, cột cờ Lũng Cú, dinh vua Mèo, nhà của Bao, những cánh đồng hoa tam giác mạch bạt ngàn. Với sự đầu tư kỹ lưỡng cả phần nhìn lẫn phần nghe, Giàng Hoa mong muốn khán giả đón nhận sản phẩm đầu tay của mình và cũng là món quà mà cô muốn gửi tặng mọi người nhân dịp Tết đến xuân về.